Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Mến chào tất cả anh em nha. Lâu nay bán phôi mà chưa có quay cho anh em. Nói chung là phôi của mình thì hải châu lá nhỏ, để mình quay mạch lá cho nó coi cho anh em coi nha. Đây là những cái cây mà mình bán nó sót lại anh em. Anh em ớn á, giờ thấy nó đợt rồi nó mưa này, giờ nó bung rất là mạnh luôn. Nên là sẵn mình quay cho anh em coi. Đợt trước thì mình bán cây cao nhiều lắm, cây cứ 8-90 này. Đó, đây cái mạch lá nó đây nè anh em, có răng cưa nha anh em. Đây, nó ra lá đợt đầu, lúc đầu nào cũng có răng cưa này. Đó, đây là nó bung đọt thêm rồi này. Mình quay cái mạch lá cho anh em coi. Nói chung á, cái đợt đầu lá đầu thì lúc nào nó cũng to mà nó dài dài nè anh em. Sau rồi nó thuần rồi là nó sẽ bầu lại nha. Để mình quay hết cái mạch lá cho anh em coi. Đây. Đây. Đó, cái mạch lá này. Mạch lá cây của mình này. Để mình quay cho anh em coi ha. Đây, cái mái cây đợt trước mình còn lấy cây cao này. Đây là những cái lá mà nó ra đợt đầu nè anh em không? Thấy không? Thấy nó dài mà nói không? Nhưng mà nó ra những cái đợt sau rồi là nó sẽ bầu và nhỏ lại nha. Để mình quay hết cho anh em coi. Đây. Coi lá đợt đầu lúc nào nó cũng to hết nha anh em. Tại mình xài phân á, xài phân với lại tại mình xài thuốc kích thích á, nếu nó bung rỡ bung mầm á, với lại những cái coi mà nó còn dính bầu đất là nó bung, nó lá lên nó rất là bự nha. Đó, bự phải gần nhỏ hơn ngón tay mình tí. Đó, nè thấy không? Đó, để mình quay mấy cái mạch lá cho anh em coi. Nói chung cây ở mình thì cây hay châu bình lá nhỏ Bình Định thì cây mạch lá chơi được nha, chứ không phải đến nỗi nào mà anh em ấy đâu. Đây, đây là những cái cây mình lấy đợt trước này, mạch lá nó này. Đây là những cái cây mà nó bung ra đợt hai rồi này. Đây lá đợt hai này, còn đây lá đợt một này. Đợt một anh em thấy không? Bự nha, nhưng mà nó bung đợt hai rồi ạ. Bự mà dài ha, nhưng mà nó bung đợt hai bắt đầu nó bầu lại này, bắt đầu nó bầu nó nhỏ lại này. Anh em thấy đây đó. Với lại chỗ này là mình trồng mình bỏ dưới mát á, nên là cái mạch lá nó hơi bự. Để tí nữa mình ra mấy cây mình đã cho ăn nắng rồi cho anh em coi nha. Nó bung đây, đây là mấy cây là nó mình trồng nó mới ra đợt một này anh em thấy không? Lá cũng khá là bự luôn, nhưng mà nó bung đợt hai là nó sẽ khác nha. Đây đó, này là bắt đầu nó bung đợt hai này, có sâu rồi nè. Mùa này mưa xuống sâu ba cái sâu ấy nhiều quá. Đây, đây có thể bung lá được hai rồi này. Đó, nó bung rồi nó sẽ nhỏ lại nha anh em. Lá được một là lúc nào nó cũng bự hết anh em coi này. Đấy, hải châu lá nhỏ nha, Bình Định nha. Đây anh em thấy đó, nó có răng cưa. Đây là mấy cây cao mà đợt rồi mình lấy ra nè. Đây, lá đợt màu lúc nào nó cũng ra bự mình, nó dài vậy này, nhưng mà nó bung đợt hai rồi bắt đầu nó thuần rồi là nó sẽ nhỏ lại. Đây, đây là toàn bộ những cái cây mà anh em kiểu ít rỡ với lại ngắn, anh em bán không ai mua nên là mình đỡ lại mình trồng á anh em. Trồng dày mới có quay review cho anh em coi. Đây cái mạch lá của nó nha. Đây, mạch lá này đó, mình trồng cũng có chóp này. Đây ba cái chọt lên đây đó. Đây cái này mà nguy cơ ra đi cao nè nè. Cái này nó bung đột đợt hai hết rồi. Cái này trồng trước tết nha anh em, hiện giờ là 5-6 tháng rồi, 5 tháng rồi nha. Có coi nó còn chưa bung đợt hai này anh em thấy không? Những cây như thế này là nó chưa có chắc ăn đâu nha anh em, nó phải bung đợt hai à. Đó, còn lá đợt một lúc nào nó cũng to hết anh em thấy không? Coi đây còn cục đất là nó lá nó tốt không, thấy không? Tốt giảm ăn. Đó, sau thời gian mà nó đã bung nó đã ấy rồi là nó sẽ nhỏ lại nha. Đây, ba trụ viện này. Còn chỗ này thì lá cây biếng rồi không nói rồi. Đó,
Cái mạch lá thì mình đã quay cho anh em coi đó. Nói chung thì lá là đạm được, lá bầu bóng nha. Thôi. Đó. Lá độc một này anh em ha. Lá độc một này. Đó. Nó dài phải hơn mét đây, 2 mét đây. Nhưng mà lá được hai bắt đầu nó mới nhỏ lại này anh em ha. Đó. Nhiều lúc anh em mới trồng thôi á, rồi anh em bảo là sao cái cây mình là bảo đảm chứng hàng lá nhỏ mà sao lại giờ ra nó lá nó bự. Không phải đâu nha anh em, tại vì anh em xài phân xài thuốc á, thì lúc nào lá đợt một lúc nào nó cũng bự hết đó. Mình báo cho anh em vậy đó. Còn anh em mà ví dụ trồng trong mát dưới bóng râm như mình đây là lá nó ra càng bự nữa đó. Bắt đầu là đợt 2, đợt 3 thì nó sẽ thừng và cái coi lại nha. Đây cái coi cao cao hơn 1 mét nè anh em. Nói chung là mấy cây mà anh em ớn ớn hàng thì đó lại mình trồng á, chứ không phải là mình muốn trồng đâu. Phôi thì coi nào mình cũng bán hết anh em, không có đỡ đâu, tại mình nhiều mà đó. Rồi. Rồi anh em thôi, mấy cây này là mấy cây ăn nắng nè, bắt đầu lá nó sẽ rút rút lại đằng đằng này đó. Nên rút lại cái lá lại nha anh em. Anh em hả? Nó sẽ rút lá lại nha. Để mình quay hết cho anh em coi nha. Mùa này thì đang là mùa bông, mùa trái của nhiều loại cây lắm anh em. Đây. Đây là điển hình một cái cây mà đợt trước trụ điện mà mình có quay cho anh em coi nè. Đồ mô cái cây trụ điện này. Bây giờ anh em thấy nó bung không? Khi mà mình vào dòi rồi nó sẽ áp chớ lại cái cây lại. Và nó sẽ bung cái lá lại này. Anh em hả? Quá đã. Anh em thấy lá. Lá độc một nó nè. Có răng cưa nha. Răng cưa và dài. Đây anh em so với cái lá đợt hai này. Lá đợt hai chưa bằng một nửa của lá đợt một luôn. Đó. Anh em thấy không? Đây. Tiếp tục nó bung đợt ba nữa này. Lá rất là nhỏ luôn. Anh em chỉ cần nhìn chiếu vô là biết. Đây là có răng cưa rồi đàng hoàng hết nha anh em. Có răng cưa này. Anh em nhìn vô cái mình so cái lá là mình biết rồi. Đó. Nhiều anh em hỏi sao cái lá bự quá. Không phải đâu anh em ơi. Anh em trồng mà đây là những cái cây mình trồng mình bỏ trong cái vườn chuối mà nó mát này là lá nó sẽ ra bự cả nha. Nhưng mà khi mà anh em đã đem ra đây, bữa mình là có làm tay cái cây đây mình có quay cho anh em coi. Đó, nhiều lúc anh em kêu bảo làm cây hàng chợ, đúng rồi, tại mình bán cây hàng chợ mà. Giá rẻ mà, đâu phải bán một cây 2 3 triệu đâu. Đây chỉ có bán một cây 2 300. Đó. Mà anh em đòi hỏi sao được? Tại vì coi mình nhiều, mình làm coi hàng chợ để mình bán là mình bán giao lưu với anh em. Đó, giá rẻ mà anh em tập chơi. Anh em thấy không? Nó bung ra những cái đợt lát sâu là nó sẽ nhỏ lại thế. Đó. Đây, anh em thấy không? Lá thì khá là bự, có răng cưa rồi đàng hoàng nha, để mình bứt ra coi. Đó. Có răng cưa nha, nhưng mà đợt ra nó ra dâm á, thì nó sẽ nhỏ lại anh em thấy không? Chưa bằng một nửa của cái lá trước luôn. Đó anh em thấy. Nói chung là anh em nào chơi lâu thì mới biết được cái cây. Còn nhiều anh em nói là cái cây hải châu mà nó ra răng cưa thì không phải lá nhỏ, nó không phải đâu nha anh em. Nói chung là cái dòng của nó mà gần như là cái cây ở Bình Định mình đó, thì gần như là cây núi thì gần như là lúc nào nó ra được một thì cũng có lá răng cưa rồi, răng cưa nhưng mà nó dâm dâm nhỏ nhỏ này anh em. Xong rồi nãy giờ anh em thấy mình quay 10 coi thì coi nào cũng dậy hết. Đây là đặc trưng cái dòng chỗ mình nha. Còn có coi là nó không có răng cưa, nó có bầu cũng có đó, không phải đâu anh em thấy. Đây là những cái cây núi mà nó ra được bông lá đợt hai này. Anh em nhìn trên cái đọt đây là anh em thấy lá đợt một với lá đợt hai nó khác nhau một trời một vực không? Để mình quay là để mình chia sẻ cho anh em. Anh em mới trồng phôi, lấy phôi của mình á, thì không biết có khi là bảo sao là cái coi lá nhỏ mà sao lại lá bự vậy. Đây anh em thấy không? Lá này anh em thấy lá rất là dài nha, rất là sọc nha, nhưng mà nó bung lại lá đợt hai này. Đó, nó rút cái coi lại nhỏ nhỏ này. Đây mình, anh em nhìn không? Đó, già rồi nhỏ này. Không phải đâu nha anh em. Nói chung cái cây của mình trồng nhiều rồi mình mới biết. Cái gì mình biết là mình chia sẻ cho anh em hết. Đây, anh em nhìn cái lá này nó một tròn một vực không?
trâu nhiều thì mình mới biết cái nào, nên là mình biết là mình sẽ chia sẻ hết cho anh em hết cái gì mình biết hết. Tại mình bán phôi thì mình muốn là mình chia sẻ cho anh em để anh em trồng được những cái cây sống, bán phôi về cho anh em trồng nó sống thì anh em mới mua mình nữa, mới chia sẻ và mới coi cái kênh của mình, ủng hộ mình nữa. Còn anh em có nhiều lúc là hỏi ủ phôi, đây mình sẽ quay cái chỗ mình ủ phôi này. Ai mình hay ủ phôi ở đây, nếu mà anh em nào mà quen xem mình là đây là những cái đống phôi mình đang ủ này, trong này là chắc cũng mười mấy 20 cây á, ủ có cây trên 10 ngày rồi anh em. Thì những cây đó là bắt đầu chắc là nó xì nhựa hết rồi. Đây để mình lấy một cái cây, mình vạch một cái cây ra nó xì nhựa cho anh em coi nha. Đó, đó anh em biết default đây. Những cái cây mà nó xì nhựa cho anh em coi nha. Rồi, anh em thấy không? Thấy xì không? Xì giá mới ăn chưa? Đó, đó là một cái cây phôi này, anh em thấy không? Đây tầm 10 ngày này. Mình chưa có trồng. Tại mình đang đỡ là đỡ trồng luôn, lúc nào mình rảnh thì mình trồng luôn một lần, tầm 10 ngày 20 ngày thì vẫn ok nha. Đó, anh em thấy mình ủ không? Chỉ cần tủ vải vậy thôi, đỡ trên những cái giỏ sọt vậy này. Xịt nước lại, tủ vải lại và xịt nước thôi. Đây để mình làm nhiều cây khác cho anh em coi, tại vì cái cây phôi á anh em quan tâm nhất là cái phần mà xử lý rễ đó. Anh em xử lý rễ kỹ ok thì cái cây phôi á nó sẽ tỷ lệ sống nó cao nha. Tại có một mình cái máy quay nó hơi ấy nên anh em thông cảm nha. Đây. Đây anh em thấy không? Cái này nó xì không? Thì trắng toát luôn không? Những cái này là đem đi trồng được rồi nè. Đó. Nhưng mà mình chưa có trồng, tại giờ mình không có rảnh anh em, cứ đi lấy phôi rồi về giao lưu với anh em. Đây. Chỉ cần anh em bỏ tủ vào đâu xì nhựa vào thôi. Đây là những cái cây mới này. Đó. Tủ rồi, rồi anh em nén thì anh em tủ thêm tấm bạc nha. Đó, chỗ quy mình đang là thời tiết mưa, nói chung là mình ủ dài thì 10 cây như một anh em, không có cây nào không xì hết. Tại giờ mình quen rồi, mình chia sẻ anh em cái gì mình biết là mình chia sẻ anh em hết đó, chứ không phải là mình giấu gì hết nha. Đó cho anh em tỷ lệ sống cao hết, anh em thấy không? Cái cây anh em mà xử lý anh em gọt láng hết là nó xì nhựa ha, thì nhựa thấy mưa. Đây là mấy cây mới này. Rồi anh em đem trồng cát thôi. Nói chung là cái gì mình biết là mình chia sẻ hết nha. Cảm ơn anh em thời gian qua đã theo dõi kênh của mình nha. Rồi nhớ like, subscribe, đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi. Bye bye.